Xin chào mọi người, em là Thanh Bình, nhân viên điều dưỡng của trung tâm nội tiết Đại Thấu Đường Family. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách nhận biết và cách xử trí hạ đường máu tại nhà. Hạ đường máu là tình trạng đường máu dưới 70mg trên decilit hoặc nhỏ hơn 3.9mmol trên lít. Dấu hiệu hạ đường máu gồm có hai nhóm, dấu hiệu sớm và dấu hiệu muộn. Dấu hiệu sớm gồm cảm giác đói, cảm giác run tay chân, tim đập nhanh, lo lắng, đổ mồ hôi. Dấu hiệu muộn gồm nhìn mờ, lơ mơ, lú lẫm, yếu mệt, hôn mê. Cách xử trí hạ đường máu tại nhà. Khi dấu hiệu sớm, cô chú áp dụng quy tắc 15-15, có nghĩa là uống 15g đường và thử lại sau 15 phút. Sau đây, con sẽ hướng dẫn các cô chú cách xử trí hạ đường máu theo nguyên tắc 15-15. Đầu tiên, cô chú pha 3 thìa cà phê đường vào trong 100-200ml nước. Khuấy đều cho tan hết đường. Trường hợp cô chú không sử dụng đường, chúng ta có thể thay vào đó bằng 3 thìa cà phê mật ong hoặc 1/2 lọ nước ngọt. Trường hợp cô chú đi ra ngoài, chúng ta có thể sử dụng 1 viên kẹo ngọt hoặc 1 cái bánh ngọt. Sau khi uống đường, cô chú nghỉ ngơi và theo dõi trong 15 phút. Nếu triệu chứng không thuyên giảm hoặc cô chú bấm đường không cải thiện, chúng ta có thể lặp lại một lần nữa. Nếu 15 phút sau vẫn không cải thiện và triệu chứng nặng thêm, các cô chú nên đến cơ sở y tế gần nhất. Các cô chú lưu ý, chúng ta không nên sử dụng đường ăn kiêng để xử trí hạ đường máu hoặc lạm dụng một lần uống quá nhiều đường. Ví dụ như chúng ta uống hết một lon nước ngọt hoặc ăn một lần 2-3 cái bánh. Khi có các dấu hiệu muộn, nếu bệnh nhân vẫn còn nuốt được, cho bệnh nhân uống 15g đường, sau đó gọi xe cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu bệnh nhân lơ mơ, hôn mê, không nuốt được, không nên cho bệnh nhân ăn uống bất cứ thứ gì mà nên gọi điện xe cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Cô chú luôn nhớ rằng, khi thấy bất thường, cứ lấy nước đường uống ngay.